cũng khá là nhiều bạn luôn. Thì nhiều bạn nói là anh thử dùng cây sao bơ đi săn hay ra và du biển đi để xem có đam ảo như cây Yoro cũ hay không luôn các bạn. Tại vì các bạn thấy đó, cái chi tiết này nè các bạn. Ở chi tiết này nè, giữa một đường thẳng và đam rất là ảo bạn luôn các bạn. Đấy, đam mà có đầu phá Ken luôn. Và không biết là có ảo như là cây Yoro cũ hay không. Thì bây giờ là sẵn đi test luôn nha các bạn, từ từ. Rồi sẵn mình đây, mình lấy bounty của bạn này nha các bạn. Đấy, thì các bạn biết á, có thể biết á là những bạn mà top nha các bạn, những các bạn top bounty các bạn. Đấy, hầu hết như các bạn sẽ biết là hầu hết như đều là búp hơn nha các bạn. Đấy, tại vì đó thấy chưa? Búp nha các bạn, nói chung là người ta có creel các bạn, người ta sẽ búp. Búp giống như là như vậy các bạn thấy chưa? Đó giống như là mấy bạn trong creel. Thì gọi là cùng nhau các bạn, giống như là cùng nhau chọn một bạn á, chọn một bạn để búp trước đúng không các bạn? Đó, cái đó là cộng đồng nha các bạn, cái đó là chơi gọi là đi cộng đồng thì cái đó khá là tốt nha các bạn, nó không có gì là xấu các bạn đúng không các bạn? Đó, không có vụ là giống như là dùng hát thì búp hay gì là được nha các bạn, nói chung là dùng cái kiểu này là bình thường nha các bạn, không có gì hết ha. Đấy. Thì cái cách đó là cách duy nhất để có thể gọi là lấy cái cây high play các bạn. Đó, cái cây hình top play chứ lộn. Cái cây hình top play để có thể gọi là cho tất cả thành viên trong reel cũng được, và có thể gọi là mình cũng vậy đó bạn, đó mình cũng đang sử dụng cách này nhưng mà mình ít nha bạn, mình ít hơn tại vì mấy bạn đó đông quá bạn, đó bạn đó được nhiều người hơn, thành viên hơn thì mấy bạn đó búp nhanh hơn các bạn. Đấy, thì mình cũng đang làm cách đó để mình lấy cây high play các bạn, để mình muốn review cho bạn xem các bạn. Đấy, cái cây đó là cây hình như là duy nhất mình còn thiếu trong cái bộ sưu tập kiếm của mình nha bạn, đó để mình review cho bạn ấy. Thì cây đó sẽ là cây cuối cùng đó nha bạn, để mình có thể nha bạn, trừ khi admin ra mấy cây mới thôi. Đấy là vậy ha, đấy là vậy. Đây, thì bây giờ là mình sẽ dùng cái cây hai ha, lộn, mình sẽ dùng cái cây sao bơ V2 này đi săn hai ra và du biển cho bạn xem thử. Và mình sẽ nói thêm một thông tin luôn, thì các bạn có thể thấy cái hình đây ha. Đó, là admin đã gọi là gia tăng thêm nha bạn, gia tăng thêm là cái tỷ lệ các bạn là ra rương 3 rương 4 cao hơn nha bạn. Đó, admin đã tăng tỷ lệ cao hơn rồi, nên mình nghĩ là cái lần này mình sẽ săn ra được T4 nha các bạn. Đấy, thì với lại là có gì mình gặp mấy bạn server thường ấy thì các bạn cũng có thể cho mình ha các bạn. Đó, cho mình bounty cũng được, là giúp mình để mình có thể review cây Hunter Play nhanh hơn các bạn. Đấy, cũng cảm ơn tất cả các bạn ở server thường nào mà có thể giúp mình là cho mình bounty nha các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mà săn bounty ở ngoài cũng được nha các bạn, nhưng mà mình săn một mình thì không bao giờ được đâu nha các bạn. Đấy, hầu hết như là tem rất là nhiều nha các bạn. Hôm bữa mình ra một server thường ấy, mình thấy cái bạn 10M các bạn là quy cái server 12 người là creel bạn đó không luôn các bạn. Đấy, là các bạn chỉ cần bước chân ra ok là các bạn tan liền. Thế là vậy, nên mọi người đi búp cho nhau là vậy các bạn. Đấy, thôi nha, không nói nhiều nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ vô và mình sẽ tìm nhân phẩm của mình trong năm mới lần này nha các bạn. Đấy, nhân phẩm trong năm mới để xem con mình có ra được cái rương T4 nào trong đời không nha các bạn. Let's go. Rồi nha các bạn, đây sẽ là con du biển đầu tiên nha các bạn. Đấy, mình sẽ săn du biển của Hydra luôn nha các bạn. Đấy, mình sẽ săn xem nha luôn. Thì mình nghĩ là mình sẽ săn cỡ 5 con ha, là 3 con du biển đi và 2 con du biển và 3 con Hydra đi nha các bạn. Đấy, để xem mình đang muốn săn hay ra nhiều hơn nha các bạn, để mình muốn thử là nhân phẩm các bạn coi có ra được cái rương 4 đầu trong đầu năm nay hay không nha các bạn nha, để may mắn thuộc về mình hay không nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn thấy nha, đây chiều dép của Saber thì là cũng như vậy thôi nha các bạn. Đấy, nếu các bạn canh chuẩn á thì sẽ lên được tới là 15.000 đam đó, chiều dép này nè các bạn. Đó, và cái chiều nói chung là mình không biết là cây Saber này có thực sự là hoàn hảo hay không nha các bạn, tại vì có nhiều bạn cũng comment ở dưới là anh thử cây Saber có thực sự là hoàn hảo hay không, là nếu săn du biển ngon ấy rồi một quẹt không có được nha các bạn, một quẹt hai hít nha các bạn, hai hít có 15k à, vậy là không có như Euro cũ đâu nha các bạn, không có như Euro cũ đâu nha. Euro cũ thì gì hơn, Euro cũ có thể là ngon hơn ấy. Đấy, vậy là cây Saber này là sẽ không hoàn hảo như lời comment của tất cả các bạn nha các bạn. Đấy, tại sao? Tại vì các bạn thấy đó là Saber này chỉ thiên về PvP thôi nha các bạn, nói chung là best bên PvP luôn nha các bạn. Đấy, còn nhận là mạnh bên PvP thiệt, nhưng mà không có mạnh trong hai ra và du biển đâu nha các bạn, thấy chưa? Đấy, lượng đam nói chung là cũng tầm bình thường nha các bạn, như là vô một người à. Rồi, bây giờ mình sẽ thử sạc cái kiếm này búp đam cho Siêu Quốc thử xem. What? Vừa mới đổi qua. Vừa mới đổi qua luôn bạn ơi, vừa mới đổi qua kiếm luôn, thôi xài giày giáp cua cho an toàn như vậy, tại server thường nguy hiểm lắm bạn ơi, đúng không? Ui. Ui. U. Thiệt nè. Ui. Du biển là rương 3 nè, con đầu tiên rương 3 luôn vậy. Ý, con đầu tiên rương 3. Rồi 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 bạn ơi, rồi rồi rồi, nhân phẩm rồi, nhân phẩm rồi. Con đầu tiên được rương 3 luôn, 14 game skin blood. Yeah, ngon ngon các bạn ơi. Đi tiếp thôi. Rồi nha các bạn ơi, đây sẽ là con du biển thứ hai nha các bạn. Đấy, thì mình đã xài cái cây búp đam vô nha các bạn, các bạn không? Hồi nãy là hai hít là 17k đam nha các bạn. Đấy, còn chiêu Z cũng lên là 17k luôn. Thì nói chung là đam như bạn thấy đó, đam cũng là gọi là đam cũng không quá ổn nha các bạn.
Nhưng mà có một cái mẹo để các bạn có thể chưởng được là x2 được nha các bạn, có thấy không? Là các bạn chưởng ngang cho mình nha các bạn. Cái cây Yoru này hơi ảo cái là các bạn nếu mà các bạn chưởng thẳng các bạn từ giống như là từ đầu tới xuống tới đuôi á thì có một hit thôi, nhưng mà các bạn mà chưởng ngang cho mình u rương 2 luôn nè, con gì? U hết rương 3 tới rương 2 kìa. Đó là các bạn sẽ được 2 hit nha các bạn. U Mochi. Vãi Mochi luôn à. Để xem mình ra được Gate không nha các bạn. Hiện tại mình đang đi kiếm Gate nha các bạn. Đó, để xem có ra được Gate không nha, tiếp tục thôi. Rồi các bạn ơi, đây sẽ là con Hydra đầu tiên nha các bạn. Đấy, thì sang hai chú biển rồi, bây giờ tớ có 2 thì Hydra nha các bạn. Đấy. Ui dồi ôi. Cái tiếng của Hydra to thế. Đâu để xem. Khi mà Queen đã tăng nhân phẩm lên rồi nha các bạn, là tăng T2 với T4, ở lộn T3 với T4 tăng tỷ lệ lên rồi. Thì để xem cái nhân phẩm của mình có lên được hay không nha các bạn, có hơn như là du biển hồi nãy mình săn hay không nha các bạn. Hồi nãy có 2 con du biển thôi mà mình săn một T2 một T3 rồi đúng không? Rồi bây giờ để coi như thế nào nha. Đây, để xem nha. Thì nói chung là mình đánh giá cây Saber này á thì chỉ thiên về ui dồi ôi thì mình đánh giá cái cây Saber này nha các bạn là chỉ thiên về PvP thôi nha các bạn, chứ trong săn hai ra du biển không có ngon đâu nha các bạn, thật sự nha. Đấy, không có gọi là đam ảo đâu nha các bạn. Đấy, nên các bạn phải gọi là cân nhắc nha các bạn, cân nhắc nha. Nhưng mình theo mình đánh giá nha các bạn là mình cầm cái cây này theo các bạn mình cảm giác khá là an toàn đó các bạn, đúng không các bạn? Là ví dụ như các bạn bị săn BB là các bạn có thể combo ngược lại luôn với cây Saber này luôn. Đó. Cái cây Saber này sẽ giúp cho các bạn mới hên xong rồi ta. Thôi kệ đi. Đấy, thì cái cây Saber này sẽ giúp cho các bạn có cảm giác được an toàn nha các bạn. Nói chung là không sợ bị săn đó các bạn. Đấy. Chứ thực sự là đam cũng không có ảo đâu nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo con Hydra tiếp theo thôi. Rồi, đây sẽ là con Hydra thứ hai nha các bạn. Đó. Hồi nãy thứ mấy rồi, giờ là thứ hai. Rồi, quánh thôi. Để xem coi rương 3 hay là rương 4 đây. Trời ơi, thiệt sự là từ sau mà update mà Hydra các bạn, đúng không bạn? Là tới bây giờ hiện tại là mình chưa bao giờ thấy được tận mắt cái rương 4 trong đời luôn bạn ơi. Thật sự luôn. Ơi, admin mặc dù nó tăng tỷ lệ nha bạn, nhưng mà mình các bạn mình săn nãy giờ cũng là toàn là T2 không à. Đâu có dễ dàng nào mà được T4 đâu bạn. T3 mình còn khó thấy nữa mà. Hay là sao ta, hay là do mình nhân phẩm sao bạn ơi? Thì không sao. Các bạn hãy tin tưởng của mình. Mình nghĩ là mình có thể gọi là làm được nha các bạn. Mình có thể làm được. Mình sẽ lần đầu tiên chuẩn mắt được T4 nha các bạn. Hoặc có khi là mình không đánh mới ra nha các bạn. Mình mà vô đánh có khi là xui. Nhưng không sao. Các bạn hãy tin mình. Đấy, vậy chưa? Mình chưởng ngang nha các bạn. Mình chưởng ngang như hai đồ ra thì mới được 2 hit. Nhưng mà mình chưởng từ đầu tới đuôi các bạn là được có 1 hit à. Ảo không bạn? Bạn thấy ảo không? Đấy. Ảo ha. Bị ảo vậy các bạn. Ôi các bạn thấy hai kỳ bá dương của hai ra to hả các bạn, hai kỳ bá dương của mình có chút xíu à, cái tiếng các bạn, cái tiếng có chút xíu à, cái tiếng của hai kỳ bá dương của hai ra đúng to các bạn đấy, to phải sự. Đâu để xem rương mấy đây, và sẵn mình đang đi tìm trái Gate luôn nha các bạn, tại vì cái trái Gate hiện tại là cái trái gọi là các bạn có thể chay được toàn đồ xịn, toàn game bass luôn nha các bạn. Cái trái Gate á, các bạn có thể chay được game bass khá là ngon luôn ấy, nên hiện tại là trái Gate đang được săn đón rất là nhiều, nên bây giờ mình hiện tại mình cũng đi kiếm trái Gate để mình lấy game bass thử nha các bạn. Đâu. Ô phun đít, ôi tại sao không phải là Gate, phun đít vậy, xui vậy, bỏ luôn. Đi săn tiếp tôi. Rồi đây sẽ là con hai đợt ra cuối cùng nha các bạn, con hai ra cuối cùng trong clip lần này nha. Để xem coi mình có may mắn mình ra được rương T4 hay không nha các bạn. T4 giờ không nói T4 nữa là T4 các bạn ơi. Đâu để xem, mong là may mắn giùm cái. Chứ cái gì á không ra được các bạn, xui quá ha. Đánh mãi mà không ra được, cay thật. Rồi cố lên mọi người, cố lên. Rồi đi săn cũng khá là nhiều nha các bạn, update lần này mình đi săn cũng khá là nhiều luôn, nói chung là cũng không có được ra rương T4 mà chưa tận mắt thấy luôn các bạn ơi. Đó. Ôi. Mà có một cái điều đặc biệt nữa là tại con này ra, con hai ra này hình như là được một bạn trong server một bạn trong server dùng tiền các bạn ấy, dùng robot xì bám cái lưu đấy, không biết là dùng robot có hơn là bình thường không cho em nè. T4 nè, dùng robot nè, dùng robot ra. Cái gì vậy, sao quay vậy? Sao kỳ vậy? Sao qua hai đợt ra là toàn T2 vậy? Trời ơi, chế ma mút luôn rồi, ma mút các bạn ơi, không có tin được. Đây sẽ là một clip bonus nha các bạn thấy gì chưa? Yeah. Các bạn thấy gì chưa? Đây. Đây nha các bạn.
đây là rương T4 nha các bạn. Đấy, bonus cho các bạn ha. Đây sẽ là lần đầu tiên mình được cái rương T4 mình quay cho các bạn xem luôn các bạn nha. Thấy chưa, đây là hình ảnh của rương T4 thật sự nha các bạn. Và nói cho các bạn biết một điều nha, là mình không có qua đánh thật sự luôn các bạn. Tự nhiên lúc này mình đang AFK. Đấy, cái mình vô cái các bạn trong Corel mình đó các bạn. Trời ơi, đẹp kìa. Ôi, 44 game cái gì sao kỳ vậy? 44 game mà cháy. Cháy két là sao vậy? Ôi đẹp, ôi nhìn hai ra trời ơi, cái đầu à. Ôi ba hai ra đẹp kìa. Đẹp thật sự luôn ấy. Nhưng mà sao vậy? Sao kỳ vậy? Là sao? Sao được cháy két vậy? Thì mình gọi là nói chung là mình không ra đánh nha bạn, mình không ra đánh mấy bạn này đánh ra được T4 chứ mình mà ra đánh là T2 chắc luôn. Ôi ra té luôn ra cho xin. Rồi thôi. Mình nghĩ là kết thúc đi tại đây ha. Thì các bạn thấy hay cho mình xin một like subscribe của mình ha. Hẹn lại các bạn ở những cái clip lần sau của mình nha. Coi giờ thi. Bye bye. Ấy chà 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 chà. Hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha. Thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.